chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Xiaomi Black Shark 3 Pro. Đây là chiếc smartphone gaming cao cấp nhất của Xiaomi. Và bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi test game ở trên sản phẩm này nhé. Cụ thể thì về cấu hình, chiếc Black Shark 3 Pro này nó đang được trang bị con chip đó chính là Snapdragon 865 đi kèm với dung RAM là 8 hoặc là 12GB, có một phiên bản nữa, bộ nhớ trong là 256GB. Thì để xem là cái hiệu năng chơi game của chiếc Black Shark 3 Pro này nó có cải thiện gì hơn so với chiếc Black Shark 3 nhá. Và tựa game trong video ngày hôm nay mình test thì chúng ta sẽ cùng nhau đổi gió một chút, là chuyển sang tựa game Call of Duty Mobile. Và test PUBG mới liên quân cũng đã khá là chán rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang cái Call of Duty nhá. Về điểm số AnTuTu thì đây, nó đạt được là 563.000, còn điểm GPU đạt được là 217.000 với nhân là Adreno 650, cũng quá quen thuộc rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game nhé. Call of Duty đây mình vào sẵn rồi. Thì đây mình sẽ cho bạn xem phần đồ họa. Khi mà mình mới tải game về thì nó đang để mặc định cho chất lượng hình ảnh là rất cao thôi. Còn tốc độ khung hình thì hiện tại nó đang ở mức là cao thôi. Đó, mình sẽ đẩy lên mức là rất cao nhé. Mình sẽ bật cái độ sâu trường ảnh lên này, tăng cường ánh sáng lên này. Ragdoll này là cái gì nhỉ, mình không hỏi nhưng mà bật lên luôn. Và bật cả tính năng khử răng cưa lên. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào đấu. Thì đối với tựa game Call of Duty này, nó có hai chế độ đó, chính là chế độ đấu, ba chế độ chứ, chế độ đấu hạng này, chế độ multiplayer này, đấu đối kháng với nhau này, và chế độ battle royale, chế độ sinh tồn đấy. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ bàn với chế độ đối kháng thôi. Mình sẽ thử chơi vài trận xem sao. Ok, bắt đầu. Nick này của mình thì nó lên level 16 rồi, cho nên là những cái bạn đối thủ của mình thì nó sẽ là người chứ không còn phải là bot như những level đầu nữa. Ok, cực kỳ là mượt luôn các bạn ạ. Này nó phải rơi vào tầm khoảng là 60 FPS luôn. Ok, chuẩn bị bắt đầu vào trận nào. Bắn cái tựa game mà Call of Duty này cũng khá là cuốn. Nào, mình cho quả nết đã. Một nè. Một sợ đồng thế. Hai nè. Đồng thế nhở. Chết rồi, setup nút hơi bị nổ chết. Tuổi gì bạn ơi. Nói chung là đồ họa thể hiện lên thì khỏi phải nói rồi, cực kỳ đẹp. Chết nhầm. Khoan đã, mình điều chỉnh lại cái nút đâu nhỉ, nút ngắm, dịch ra đây một chút bởi vì mình đang setup theo với chiếc Mi 8 đó, màn hình rộng lớn nên là các bạn phải điều chỉnh lại theo cái form cái, hoặc là cái điều chỉnh bắn của các bạn. Láo thật sự dám vào cái cứ điểm của mình để bắn à. Reloading. Friendly hunter killer drone deployed. Cho con nết nào. Grenade out. Headshot luôn. Thank you.
tự dưng lại bị cái ăn mất mạng. Ồ, hết đạn. Chết cha rồi. Cầm khẩu lục giết được rồi. Ơ, chết. Ok, đã hoàn thành xong một trận và đội mình giết được 50 mạng full luôn. Phải nói là chơi cái tựa game mà cái chế độ đối kháng này khá là cuốn luôn. Nó cũng giống với chế độ ở trong PUBG Mobile có chế độ 4v4 ấy. Đó. Nói chung là trong quá trình mình chơi một lúc thì nó cũng đã ấm nhẹ lên một chút rồi. Chứ cái này thì nó có khả năng tản nhiệt. Ok, mình đạt được lên tới là 1.500 điểm, thấp hơn so với bạn đứng đầu MVP khoảng 400 điểm. Đó. Ok. Mình ra làm một ván nữa nhá. Đây, mình phải chế độ đối kháng, đấu ngẫu nhiên luôn, không chọn map nữa. Ồ, cái này giống khu... đây rồi, mình quen cái map này rồi. Tiếp tục nào. Ủa, càng thế. Đợi hồi máu đã. Ui, bạn ấy cầm sniper cơ. Ui. Đùa. Ui mù mắt. Ôi chết mẹ, bom. Ui rồi, vừa nhìn thấy có bom xong đang thấy đạn dở. Quá được mạng. Reloading. Reloading. Ui, bị ép quá nhỉ. Ui. Lại khẩu sniper của bạn gì đó. Reloading, cover me. Để mình thử bắn. Thank you.
đấy. Biết ngay mà cứ ra giữa này là bị ông này ông tỉa chết. Ui, lại khẩu sniper rồi, biết ngay mà. Mình phải lên mình giết ông này ở đây đã. Mù mắt. Đấy. Mình biết ngay mà, lại khẩu snipe này, biết ngay mà. Ôi sắp thua trận này rồi. Thua rồi. Thôi, có lẽ là mình trải nghiệm cái tựa game Call of Duty đến đây ở trên chiếc Blackjack 3 như này là ok rồi. Và trải nghiệm của nó thì cực kỳ là ngon rồi. Đối với một chiếc smartphone gaming thì các bạn cũng không phải nghĩ. Và đặc biệt là con chip smartphone 860 à 865 chứ, nó có thể cân được rất tốt cái tựa game Call of Duty này. Nhưng mà trong quá trình chơi thì hiện tại chiếc máy nó hơi nóng lên một chút. Nó ấm ấm nhẹ lên rồi. Nó nếu như mà chơi trong thời gian dài nữa thì chắc chắn là nó sẽ rất là nóng. Ok, có các bạn nghĩ sao về khả năng chơi game của chiếc Blackjack 3 Pro thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.